Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Mình xin giới thiệu cho những bạn mới đăng ký kênh. Kênh của mình là chia sẻ và kết nối đam mê. Những bạn mới tập chơi lan lại với nhau, mình cũng mới tập chơi thôi nha mọi người ơi. Mình mới chơi lan được mấy năm thôi, mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ cái đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đó là hồ điệp rừng. Hồ điệp rừng đó. Nét đi, bông hoa hồ điệp rừng. Mờ quá. Mình không biết hồ điệp rừng mà ra hoa vào mùa nào nữa. Mình mua cái này có 10 ngàn thôi. 10 ngàn một cây thôi. Hai cây. Cái này là lá nó bị bệnh, nó lúc mình không biết, mình đưa dàn lên nó bị cháy lá, nó bị ấy lại luôn á. Mình đưa cây lên dàn cao á là nó không có bị được ấy đâu. Nó đẻ, cái này nó đẻ nè. Đưa lên dàn cao á, hồ điệp rừng mà đưa lên nắng là nó không chịu đâu, đó nó đẻ, nó bị thắt lại luôn, nó cứ hay bị thắt này. Nếu hồ điệp rừng mà mình hình như là nó ở vùng rừng, nó ở cái vùng vùng thuộc dạng nhiệt đới ẩm thấp hay sao á, mà về mình đưa xuống thấp là nó lại rẽ, nó lại đẹp hẳn. Còn cứ đưa lên cao á là nó lại bị vậy, mà mình tính tập cho nó ăn nắng nhưng mà không được, thôi vậy. Bộ rễ thì khỏe lắm, bộ rễ chậu này khỏe lắm đó, đan đó, bộ rễ thì rất là khỏe, nhưng mà lá thì do mình tập cho nó ăn nắng đấy, mình tính cho ăn nắng đấy. Đây bên đây ăn xuyên có bịt phân, phân này là phân dơi thôi nha mọi người. Phân dơi đã qua xử lý với nấm Chico Đề Ma, đóng gói lại rồi bỏ vô. Không có các bạn lại hỏi. Ở ngoài chỗ bán vật tư hoa lan người ta cũng có bán bí phân dơi này nha mọi người. Phân này là phân Rinan, phân Tan Chậm, phân Thông Minh. Đây, bây giờ chúng ta ngắm hoa đi. Mình không dám nói là hoa đẹp hoa xấu nha, mình sẽ quay mời mọi người cùng ngắm thôi. Đây. Video sao nó cũng mờ mờ vậy ta. Hoa hồ điệp rừng bông rất là nhỏ, nhìn cái ngón tay của mình là các bác có thể so sánh được. Đó. Đẹp lắm, ở ngoài cũng phớt hồng. Ở dưới đây nhiều nụ lắm này, nhưng mà không hiểu sao nó cứ bị rụng rụng đi, tại vì hàng hồ điệp rừng mình không có rành nữa. Thích thì mua về chăm thôi, chứ mà nhà mình quá nhiều côn trùng luôn, cho nên là không biết thủ phạm là do đâu nữa. Ruồi vàng nhiều, mình bẫy ruồi vàng. Mình bẫy ruồi vàng mà nó vô cái chai nước suối mà nó vô gần đầy luôn. Nét đi. Mờ. Để mình rung hoa to lên xíu cho các bác ngắm thì dễ. Đó. Bây giờ nó mới chịu nét đấy. Nhìn rất giống chú bướm đang bay ấy. Các bác có thấy giống con bướm đang bay không ạ? Hồ điệp rừng thì rất là rẻ, có 5 ngàn một cây thôi. À 10 ngàn một cây thôi, mình xin lỗi. Xin lỗi, mình rất hay nói lộn. Mong mọi người coi video thông cảm ạ. Bây giờ là mùng 4 tháng 12 dương lịch mà hồ điệp rừng nở. Không biết là mình có phải mình trồng nó nở trái không, ở trong rừng không biết nó nở vào ngày nào nữa. Nếu bác nào biết thì comment cho mình xin ý kiến nha, để mình biết thêm thông tin về hoa lan hồ điệp rừng. Thích thì siêu tầm, hàng rừng nó rất là rẻ, hàng rừng hồ điệp rất là rẻ, trồng một chậu lô lô có hoa ngắm cũng vui, rất dễ trồng, nhưng mà lại không chịu được nắng. Nếu mà nắng á, là sẽ bị cháy lá, như mình vừa quay hồi nãy đó, lại mờ rồi. Có nắng chiếu vô là nó sẽ bị cháy lá, giống hồi nãy mình quay cái lá của nó đó. Nó phải bị cháy nhưng mà nó giống như bị chộp luôn á.
Mình chăm sóc đơn giản lắm, mình chỉ bỏ phân tan chậm thôi. Lâu lâu mình có tưới phân cho hồ điệp kia thì là mình tưới luôn cho nó. Nhỏ lắm, lá nhỏ lắm. Rễ đó. Rễ bám xuống dưới chậu rất là nhiều luôn. Nói chung là chậu toàn rễ không, là rễ khỏe lắm. Rễ rất là khỏe. Nhưng mà lá, bộ lá bị xấu quá. Mình có bạn chăm giỏi lắm, lá rất là đẹp. Không biết làm sao, nó mấy lần rồi cứ đưa lên dàn để tập ăn nắng thì lại bị xong rồi sót quá sách xuống. Nếu mà để ở dưới là đẹp lắm, nhưng mà đưa lên trên là cứ bị vậy thôi, rất là buồn. Giống tiểu hồ điệp ấy. Hồ điệp rừng là chắc này là tiểu hồ điệp rồi đó. Tiểu hồ điệp. Bên đây thì đã rẽ ăn xuyên qua bịch phân luôn. Ăn xuống dưới. Đâm xuyên qua luôn. Tưới phân cho hồ điệp rừng mình tưới loãng hơn tưới cho các loại lan khác. Ví dụ bình thường mình tưới 1 gam thì hồ điệp rừng mình tưới nửa gam thôi, mình sợ trong rừng á. Trong rừng nó không có phân bón. Cho nên là mình tưới ít thôi, mình chủ yếu mình cho ăn phân tan chậm mà. Mình không có kích hoa mà tự nó ra hoa đấy. Không kích hoa gì đâu. Lá cũng được. Bản lá mình so sánh cho mọi người cùng xem, bản lá này chắc chỉ được, bản lá này chắc 2 phân rưỡi, chưa được 3 phân đâu, bản lá nhỏ lắm. Nếu mà không chỉ tưới, mình che lưới mà mình đừng có cho ăn nắng gắt quá thì chắc là cũng được đó. Lá cũng đẹp đấy. Để khi nào thấy ai bán, cái này mình mua ở lề đường á, các bác, các đồng bào đi lấy về á, xong rồi bày ra lề đường bán, xong mình đi mình thấy mình mua. Nói chung là rất là rẻ. Hồ điệp rừng rất là rẻ luôn. Bữa trước kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm bán có 5.000 một cây thôi, nhưng mà đây mình mua ở lề đường tới 10.000 một cây luôn. Kênh YouTube Lan Rừng Nguyễn Lâm á, hay bán những cái hàng rừng. Bữa nay mình thấy bán hàng va không, mà không có bán hàng này nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Chúc mọi người luôn thành công với những đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại.